Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng phú hộ ăn ở hiền từ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng mãi hai vợ chồng vẫn chưa... Dạ, con cảm ơn thầy. Tối đó, bà phú hộ nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tiền giáng trần. Mọi người nhìn kìa, tiền giáng trần. Ơi, sáng rực cả một góc trời luôn á. Con của mẹ. Hả? Có chuyện gì vậy bà? Bà gặp ác mộng sao? Là mơ sao? Bạn làm gì vậy? Trả cho tôi. Chà, thằng này học hành cũng chăm chỉ quá. Vậy từ đây về sau, mày làm bài cho tao chép, tao sẽ để cho mày được yên. Trả cho tôi. Trả cho tôi đi. Lúa, con cắt nghĩa cho thầy câu: ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Dạ, thưa thầy. Vậy để thầy cắt nghĩa cho các con nghe. Câu ca dao ấy có nghĩa là: ai trên đời này cũng cần có bạn bè, đoàn kết mới giúp chúng ta có sức mạnh. Bạn bè cùng nhau chia sẻ và làm những điều có ích trong cuộc sống. Là học trò, các con càng phải hiểu rõ điều này. Hôm nay ông đã đặc biệt dặn nhà bếp nấu mấy món bà thích không đó bà. Bà ăn đi bà. Mấy bữa nay nhìn bà tiều tụy quá. Bà sao vậy? Bà bị bệnh sao? Tôi cũng không biết sao nữa. Sao hôm qua giờ cứ khó chịu, mắt ói. Bình thường bà chủ thích món cá kho lắm mà. Sao hôm nay lại nhợn ói? Không lẽ là... Bà chủ có thai rồi. Chúc mừng bà chủ. Chúc mừng ông bà, nhà ta đã có tin vui. Hả? Cuối cùng mình cũng được như ý nguyện rồi bà ơi. Cuối cùng chúng ta cũng sắp có con rồi. Con tạ ơn trời Phật. Tạ ơn trời Phật. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cứ tiếp diễn. Tân bị chúng bạn trêu chọc nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách và tin vào những phép màu. Trong khi đó, bà phú hộ đã đến ngày sinh nở. Cầu trời khẩn Phật xin phù hộ cho vợ con, mẹ tròn con vuông. Một, hai, ba. Sao mà lâu dữ vậy nè? Bà ơi, cố lên. Quái! Có chuyện gì vậy? Yêu quái gì hả? Ở tập trước, sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng bà phú hộ cũng có con. Nhưng khi bà phú hộ hạ sinh thì lạ thay lại sinh ra một con cóc, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Bà chủ sinh ra một con cóc. Tại sao lại như vậy? Con của tôi. Mau đem con cóc này bỏ đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy nó. Dạ, nên bỏ đi. Đây là một con cóc, đâu phải con người. Cha mẹ, xin đừng bỏ con mà tội nghiệp. Con là con của cha mẹ mà. Cha mẹ cứ để con lại. Sau này cha mẹ già, có con đỡ đần việc nhà ạ. Con gái của ta. Con là con gái của ta. Mẹ đừng bỏ con. Con là con gái của mẹ đây mà.
Bây giờ mình phải làm sao đây bà? Sao có thể nuôi và gọi một con cóc là con được? Dù sao nó cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau. Ông nghe giọng nói của con đi, đúng là giọng của một bé gái đáng yêu. Cha, con là con gái của cha mà, con hứa sẽ không làm phiền lòng cha mẹ. Nếu ý trời đã như vậy thì chúng ta cũng đành phải thuận theo thôi. Con cảm ơn cha, cảm ơn cha mẹ. Sen à, con Sen đâu rồi? Dạ, ông chủ gọi con. Mày làm cái gì sáng giờ mà để sân nhà bừa bộn vậy? Dạ, ông chủ thông cảm, nhiều việc quá con làm không kịp. Lo mà quét dọn cho đàng hoàng, để khách khứa đến người ta lại lời ra tiếng vào nữa. Dạ, con biết rồi. Cha mẹ có việc ở làng bên cần phải giải quyết, con ở nhà không được quậy phá nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Cha mẹ đi sớm về sớm ạ. Con ở nhà ngoan nha. Cô chủ thấy tôi khổ không? Tôi có hai cái tay, hai cái chân mà quá trời việc để làm. Nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cho heo ăn, rồi giờ còn phải quét sân, nấu cơm, nấu nước. Phận con Sen đúng là khổ quá mà. Vậy chị cứ đi làm việc khác đi, để em quét sân. Phải chi giờ này có một chén nước mát uống thì còn gì bằng. Nước mát tới đây. Ý chà, hôm nay giỏi vậy ta, biết nấu nước mát cho ông bà chủ nữa. Dạ đâu có, cái này là cô chủ dặn con nấu cho ông bà chủ đó. Cô chủ còn nấu mấy món ngon cho ông bà chủ ăn nữa nè. Con nói cái gì? Nấu ăn hả? Dì vội quá, con cũng chưa nấu được nhiều món ngon. Cha mẹ dùng tạm mấy món này nha. Mấy món này đều là con nấu hết hả? Ngon quá bà ơi. Ngon quá. Con gái của chúng ta giỏi quá. Cha mẹ nhờ được con rồi. Con cảm ơn cha mẹ vì đã nuôi dạy con bấy lâu nay. Dù con mang hình hài một con cóc, bị mọi người dị nghị, mà cha mẹ vẫn không bỏ rơi con. Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Ai đó? Kỳ vậy ta? Rõ ràng là mình nghe tiếng phát ra từ bên này mà. Ê, vừa rồi có phải là cốc nói không? Dạ, là em. Cốc biết nói hả? Dạ đúng rồi. Nhưng anh đừng gọi em là cốc. Tên em là Thiềm Thư, là con của ông bà Phú Hộ Nghĩa làng bên. Hôm nay ra đây phụ cha mẹ trong ruộng lúa. À, anh có nghe chuyện này. Từ nay anh sẽ không ngắt lúa của em nữa. Nhưng mà mỗi ngày em đều ngồi ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu vậy anh xin phép khi nào rảnh rỗi sẽ qua ngồi nói chuyện cùng em, vì anh rất thích giọng nói của em. Dạ ngồi đây trong ruộng một mình cũng buồn, giờ có bạn cùng trò chuyện thì còn gì bằng. Quyết định vậy nha. Giờ anh phải đi học rồi, hẹn gặp lại nàng. Anh đi học vui vẻ. Kể từ đó Tân và nàng Cóc dần thân thiết với nhau. Nàng Cóc thì có thêm một người bạn, Tân thì có thêm một người đồng hành giúp cậu chăm chỉ học tập hơn. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, có nghĩa là một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Các trò hãy nhớ điều này. Hễ là ai giảng dạy chúng ta điều hay lẽ phải thì đều là người đáng để chúng ta kính trọng. Các trò có hiểu không? Dạ, dạ đúng, chúng con biết rồi ạ. Ông ơi, có chuyện này. Bà làm cái gì mà hớt hải vậy? Tân, sau buổi học con cùng thầy qua nhọn Phú Hộ Nghĩa có việc. Không lẽ chuyện mình chơi cùng Thiềm Thư làm ông bà Phú Hộ phật lòng? Ở tập trước, cậu bé Tân và nàng Cóc đã trở thành bạn và dần thân thiết với nhau. Một ngày nọ, Tân được ông Phú Hộ Nghĩa gọi đến để gặp mặt. Điều này làm cậu vô cùng lo lắng, vì sợ đã đắc tội với ông.
Chào ông bà phú hộ, tôi đã dẫn thằng bé đến đây rồi. Ngồi đi, đừng khách sáo. Sao con không ngồi? Dạ, bẩm bà phú hộ, thầy con có dạy là phải biết kính trên nhường dưới. Con chỉ là một đứa trẻ, sao dám ngồi ngang vai ghế với ông bà phú hộ và thầy được. Con xin phép đứng cạnh thầy cho phải đạo. Đúng là con gái ta nhìn người không sai. Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn và lễ phép. Hôm nay ta gọi con đến đây là muốn nói với con là từ hôm nay ta sẽ giúp đỡ con học hành đến nơi đến chốn. Con chỉ cần cố gắng học hành, còn mọi chuyện cứ để ta lo. Dạ, con cảm ơn ông bà phú hộ. Con không cần phải cảm ơn ta, là do bản thân con tốt bụng. Thằng Tân nó học nhiều quá nên bị khùng rồi bấy ơi. Tự dưng người nó không chơi chung mà chơi chung với con cóc. Các người không được xúc phạm Thiềm Thư. Mày làm gì binh nó dữ vậy? Bộ mày mê con cóc đó hả? Tôi mày sao? Ê tụi bay, thằng Tân nó mê con cóc kìa. Các anh làm ơn để yên cho tụi tôi. Các bạn thì biết gì, sau này lớn lên tôi sẽ cưới Thiềm Thư làm vợ. Hả? Thời gian thấm thoát trôi mau, nay Tân đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú 20 tuổi. Chàng muốn làm theo lời hứa năm xưa, quyết nhờ thầy Đồ đi hỏi cưới nàng Cóc về làm vợ. Con nói sao? Con muốn lấy nàng Cóc con bá hộ Nghĩa làm vợ. Dạ thầy. Không được, tuy ta biết con và nàng Cóc là bạn bè thanh mai trúc mã đã lâu, nhưng mà cưới một con cóc làm vợ là điều vô lý, ta không đồng ý. Bẩm thầy, Thiềm Thư có một giọng nói rất hay. Nàng còn rất tâm lý, là người luôn bên cạnh ủng hộ con học hành. Quan trọng là con và nàng ấy rất hợp nhau, vậy tại sao lại không được? Trong làng này có biết bao nhiêu cô gái ngoan hiền lễ phép, đâu riêng gì nàng Cóc. Hơn nữa nhà người ta giàu có, con lấy họ sẽ có những lời dèm pha dè biểu. Dạ con cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng con sẽ cố gắng ăn học, đỗ đạt trạng nguyên để không phụ lòng nàng. Dù con có nói thế nào, thầy cũng không đồng ý. Thầy không thể để cho học trò cưng của mình lấy một con cóc làm vợ được. Nếu thầy đã nói vậy, con đành tự mình hỏi cưới nàng. Tân! Tân! Không được, tuyệt đối không được. Tại sao vậy cha? Cha cũng biết là chàng Tân rất tốt mà. Nhưng mà con có nhìn thấy con trong gương không Thiềm Thư? Dù giọng nói của con rất hay, nhưng con vẫn là thân phận một con cóc. Nhưng mà con... Con gái à, cha cũng muốn con được như bao cô gái xinh đẹp khác, với giọng nói trong trẻo và gương mặt xinh đẹp để chọn chồng. Nhưng mà chúng ta không thể cải số phận được. Cha mẹ cứ yên tâm, con và chàng thương nhau từ thuở nhỏ, giờ cũng đã lớn nên mới dám nghĩ tới chuyện thành hôn. Chàng dám bỏ qua vẻ bề ngoài mà xin cưới con, tại sao con không dám tự mình đồng ý? Nếu con mình đã quyết thì thuận theo thôi ông. Không được, bà nhìn coi, rồi cả làng sẽ chê cười con của chúng ta. Con gái của chúng ta phải chịu thiên hạ đem ra đàm tiếu một lần nữa. Nếu cha mẹ không đồng ý thì con sẽ ở vậy suốt đời. Cha mẹ không tin vào tình cảm của chúng ta, không tin em có thể làm vợ tốt cho anh, rồi lại sợ thiên hạ chê cười. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Mà đã khuya rồi, nàng nên về nhà để cha mẹ trông mong. Để ta đưa nàng về, ta sẽ thưa chuyện với cha mẹ nàng. Dạ. Thiềm Thư, con đi đâu suốt ngày hôm nay? Có biết là ba mẹ lo lắng không hả? Cậu dụ dỗ con tôi bỏ nhà theo cậu hả? Cha mẹ đừng trách chàng, là do con ngang bướng. Chàng còn khuyên con về nhà, đừng làm cha mẹ buồn. Ba mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, con thì cũng đã lớn, chuyện dựng vợ gả chồng ba mẹ cũng không cấm cản làm gì. Có điều... Dạ, con xin nghe. Có điều cậu lấy con ta sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, lúc đó cậu có chịu được không? Dạ, dù ai có nói gì
con cũng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ người con yêu. Ở tập trước, cuối cùng nàng Cóc và chàng thư sinh nghèo cũng nên duyên vợ chồng. Vì ganh tức với tài học của Tân ở trên lớp, nên nhóm của Lúa nảy ra trò chơi khăm. Họ chặn đường Tân và đưa ra lời thách đố vô cùng khó nhằn. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân. Ủa, hoàng phải dây mà đại ca? Các người lại muốn gây sự gì nữa đây? Sắp tới là đám giỗ cha của thầy. Tụi tao muốn đề nghị tổ chức cuộc thi nấu ăn giữa các bà vợ trong lớp của mình. Mỗi cô vợ phải nấu một món ăn ngon, độc, lạ để dâng lên thầy, cho thầy chấm điểm. Còn nếu bị thua hay từ bỏ cuộc thi thì phải chịu gánh nước, bổ củi, làm sai vặt trong một tháng. Chàng đang suy tư điều gì mà nãy giờ thở dài hoài vậy? Không có gì đâu. Chàng đừng giấu em. Em nhìn là biết chàng có tâm sự rồi. Ta chỉ kể cho nàng nghe biết thôi, chứ ta định từ chối họ rồi. Ngày mai á, nhà thầy có dỗ, họ tổ chức thi nấu ăn giữa các bà vợ. Ra là chuyện này em làm được mà. Mai chàng cứ yên tâm đi học, trưa về sẽ có thức ăn cho chàng mang đi thi. Dạ, con mời cô thầy ăn thử món của vợ con. Thầy thấy vợ con nấu thế nào? Vị vừa ngon lại lạ. Trang trí thì vô cùng tỉ mỉ. Đây là món khéo nhất. Mình nói đúng. Ta xin tuyên bố, người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay là vợ học trò Tân. Thưa thầy cô, cũng sắp vào mùa xuân, con tính tổ chức thi may áo cho thầy mà không cần số đo để tranh tài giữa các người vợ đảm đang. Cũng là để thể hiện lòng biết ơn với thầy đã dạy dỗ chúng con. Em may áo có thể không cần số đo, chỉ có điều chàng hãy dẫn em đến gặp thầy. Lúc trước em có gặp thầy rồi, nhưng không biết nay thầy mập ốm ra sao. Có chuyện buồn sao? Sao lại ra đây ngồi một mình? Chẳng phải chúng ta đã thắng cuộc thi may áo rồi sao? Thầy rất hài lòng mà. Họ lại diễn cớ mở cuộc thi nhan sắc giữa các bà vợ. Họ bắt nàng thi nhan sắc á, là muốn giễu chúng ta. Anh nhất định không tham gia. Anh không muốn. Sao lại không thi? Họ muốn chúng ta thi thì chúng ta cứ thi. Thắng thua đâu quan trọng. Chàng đừng quá lo lắng. Nhưng mà nàng... Chúng ta cứ để mọi chuyện tùy duyên xem sao. Ôi ôi, có chuyện gì này? Ai sẽ đẹp nhất kìa? Chào con. Chào tao. Chào tao. Người này không có đẹp thầy ơi. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Đúng là người đẹp nhất làng mà. Đúng là không có đó. Vợ anh Quá đẹp quá trời luôn nè. Đẹp quá trời quá đất luôn. Học trò Tân không tới rồi thầy. Chắc là trò Tân không dám mang vợ Cóc tới nên bỏ cuộc rồi. Mình kết thúc cuộc thi tại đây thôi thầy. Kết thúc cuộc thi thôi. Người chiến thắng là... Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Dạ thưa thầy, xin lỗi thầy con tới trễ. Con xin phép cho vợ con lên thi ạ. Tuổi đâu ra mà đẹp vui vậy? Đẹp quá chẳng nói nữa. Đẹp hơn vợ nữa. Vợ Cóc của mày đâu? Vợ tôi đó. Xin giới thiệu nàng Thiêm Thư. Thiêm Thư à?
Ta thật lòng xin lỗi nàng. Bắt nàng phải đi tới cuộc thi này thật là thiệt thòi cho nàng quá. Hay thôi, chúng ta bỏ cuộc đi. Thiếp tự nguyện muốn đi thi mà. Chàng đợi thiếp một chút. Con chào thầy. Con là Thiềm Thự, vợ chàng Tân. Con là ai? Sao con lại mang hình hài cốc suốt từ đó tới giờ vậy? Dạ thưa thầy, con vốn là tiên bị giáng tội nên quá cốc, thời gian bị đầy sắp hết. Nhưng nay vì cảm động với tấm lòng lương thiện và tình yêu của chàng Tân, nên con quyết định đáp lại tình chàng và ở lại trần gian mãi mãi. Ta tuyên bố trao giải nhất cho nàng Thiềm Thự, vì vừa đẹp người vừa đẹp nết. Có ai phản đối gì không? Tụi con khâm phục khẩu phục. Ta biết cách rồi, cố ý làm Tân bị bẻ mặt. Sau này đừng vì sự hẹp hòi của bản thân mà làm tổn thương đến khiếm khuyết của người khác. May mắn thay, trong sự việc này, tấm lòng chân thành của trò Tân đã giúp Tân có được vợ hiền. Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp bên ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, còn tấm lòng chân thành mới có thể trường cửu và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Dạ, dạ tụi con ghi nhớ lời thầy ạ. À. Vợ ơi, ta về rồi đây. Ngày xưa ở một vương quốc có tên Thịnh Vượng, nhà vua có ba người con trai, lần lượt đặt tên là Anton, Louis và Ben. Hai người anh luôn khinh thường người em út vì cho rằng em trai không tài giỏi như mình. Vào một buổi sáng, nhà vua ra lệnh ba chàng hoàng tử đi vào rừng săn bắn và yêu cầu ba người ai săn bắn được nhiều thú nhất thì sẽ được trọng thưởng. Người có đói không? Đợi ta cho ăn nha. Nó bị thương được hoàng tử cứu, giờ chỉ chờ ngày cho ăn thôi. Nè, ăn đi. Ăn đi nè. Suốt ngày em chỉ biết cho chim ăn, không biết làm việc gì khác sao? Hoàng tử Ben của chúng ta chỉ biết sống vui sướng như vậy, đâu có năng lực gì mà làm việc khác chứ. Bắt nó làm thịt đi, hoàng tử thì phải làm những việc lớn lao hơn chứ. Đừng anh, không được. Tâu các hoàng tử, đức vua vừa đã lệnh cho các hoàng tử cùng đi săn bắn với người. Các con hãy cùng thi tài năng của mình, ai bắt được nhiều thú rừng nhất thì ta sẽ trọng thưởng. Dạ rõ. Ta chẳng muốn săn bắn, giết hại con thú nào. Nè, con sói kia, tha cho con cáo, nếu không thì ta bắn nó. Nè, không chạy hả? Ta bắn thật đó. Xin dừng lại, tôi có vài lời muốn nói. Ân nhân cứu tôi,
tôi hứa sẽ đền ơn ngài. Không cần đâu, ta đối với ai cũng vậy, không muốn sinh linh giết hại lẫn nhau. Tôi biết ngài là hoàng tử hiền lành nhân hậu, nhưng tiếc thay phụ vương và hai anh của ngài không biết điều này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra, nếu nhà vua có ra lệnh gì thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Vương quốc sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tôi không thể nói trước được. Lại còn ta phải xin nhận lệnh trước sao? Đúng vậy, ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Thưa phụ vương, con bắt được 3 con thỏ. Con giỏi lắm. Để xem hai em của con có thành tích gì hay không. Cha, cha. Thưa phụ vương, con bắt được 2 con. Ủa, tưởng hoàng tử Ben bắt được nhiều thú lắm chứ, ngay cả một con chim cũng không bắt được sao? Bắt nhiều thú thế nào được, người yếu đuối như thế này dương cung cũng không nổi. Cậu Út thì chỉ xem qua bắt bướm thôi. Sao cậu Út bắt được mấy con bướm? Con thật thua xa hai anh của con. Con bắt được 1 con sói. Bắt được cả sói cơ đấy. Vậy sói đâu? Ôi, hoàng tử Ben hôm nay bắt được cả sói. Tài quá à. Nhưng con thả sói chạy rồi. Ben à, là một hoàng tử không thể yếu đuối như vậy được. Hoàng tử rất tài giỏi, nhưng tiếc là đức vua không hề biết tài năng của ngài. Ta không muốn khoe khoang làm chi, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi. Từ khi mẫu hậu mất, ta chỉ có ông và con chim này làm bạn à. Cả hai hiểu được ta là đủ rồi, ta không mong gì hơn nữa. Không có được, nếu ngài chẳng có tài thật sự, thì cần yên ổn là đúng. Đằng này, ngài tài giỏi còn hơn hai hoàng tử kia. Giả lại vương quốc này cần những người tài giỏi, nhân hậu để cai trị. Ngài phải nuôi chí lớn chứ. Chí lớn gì chứ? Đôi khi ta thật không hiểu tại sao hai anh lại ghét ta nữa. Hôm nay đức vua cùng hai hoàng tử lớn đi dạo vườn hoa. Ta đi theo họ xem có gì vui không? Ồ không, nên nhớ ngài vẫn đang bị quốc vương rèn luyện cung tên. Xin đừng đi, mất công lại bị hai hoàng tử. Không sao, ông đừng có lo, ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi à. Đừng. Ồ, thật là đẹp. Vương quốc ta thật là giàu có. Ôi, những quả táo bằng vàng. Một cây táo sẽ ra những quả bằng vàng quý hiếm. Đúng rồi. Quý hiếm lắm. Hai hoàng tử đâu? Các con hãy đếm cho ta có bao nhiêu quả táo vàng. Ông đếm thử xem trên cây có bao nhiêu trái. Hoàng tử nào đếm trúng ta sẽ thưởng. Tuân lệnh thưa quốc vương. Em đếm rồi, nó có 24 quả. 25 quả, làm gì mà 24? Không biết đếm thì tránh ra. Ta đếm chỉ có 23 quả. Có 24 quả à? Để em nói với cha là có 24 quả. Ba người nói ba số khác nhau. Để xem phụ vương nghe báo cáo của Anton thế nào, rồi ta sẽ tính. Thưa phụ vương, còn đếm được 25 quả. Thưa hoàng tử, chỉ có 24 quả thôi. Thưa phụ vương,
con đếm được 24 quả. Con giỏi lắm, ta sẽ thưởng. Nào, hãy mở tiệc ăn mừng cây táo ra quả bằng vàng, và hoàng tử Louis tinh mắt nhanh nhẹn đếm đúng. Một, hai, ba, bốn. Thưa quốc vương, mất hết một quả táo rồi. Tại sao lại mất? Ai hái hả? Chúng thần đi tuần qua lại, không thấy ai hái. Chỉ thấy cành cây sao động, liền chạy tới đếm. Thì thấy mất một quả rồi. Tên trộm nào cả gan dám lộng hành như vậy? Phải luân phiên cắt cử một người canh cây cả ngày lẫn đêm cho ta. Ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Thưa phụ vương, xin cho con được canh cây táo. Không được. Nào Anton, con hãy canh cây táo đi. Dạ vâng, thưa phụ vương. Ta mở cửa lồng rồi đó, ngươi hãy bay đi. Đừng giống như ta, bị nhốt trong cái lồng lớn này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra. Nếu nhà vua có ra lệnh gì, thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Xin lỗi cáo, ta không làm được. Ta nằm một chút, thấy tên trộm thì báo động cho ta biết. Dạ, thưa hoàng tử. Quả táo vàng rồi. Cây táo này là kho báu của vương quốc ta, con phải canh chừng. Coi kẻ nào to gan lớn mật đã hái trộm táo vàng thì bắt nó ngay cho ta, đừng để ta thất vọng. Vâng thưa cha, con sẽ bắt được kẻ trộm ngay trong đêm nay. Quốc vương đã mất thêm một quả táo vàng nữa rồi. Tại sao? Tại sao lại mất? Ai hái hả? Dạ thưa phụ vương, mất. Ta biết rồi, nhưng tại sao lại mất? Ai hái? Dạ con biết. Thưa hoàng tử, cây táo đã mất thêm một quả nữa. Quốc vương đang rất tức giận. Đây là cơ hội để ngài chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hãy bảo vệ cây táo và lấy lại niềm kiêu hãnh của một hoàng tử. Thật là lạ, tại sao hai anh của ta tài giỏi như vậy mà vẫn không bắt được kẻ trộm? Kẻ đó là ai mà ra vào hoàng cung dễ dàng vậy chứ? Tôi thì không nghĩ là người trộm, mà là một con vật nào đó. Ông nói đúng, chắc có lẽ là con vật nào đó, chứ con người đâu thể nào thoát ra được khỏi hoàng cung. Vậy thì ngài xin quốc vương canh cây táo đi, sẽ có tôi hỗ trợ cho ngài. Mà muốn đuổi được con vật đó thì ngài phải mang theo cung tên. Không ngờ phụ vương giận dữ tới vậy, ta phải đề phòng phụ vương truyền ngôi cho nó. Thưa phụ vương, con nghe nói lại mất thêm một quả táo vàng. Đêm nay phụ vương tính sao? Thì đêm nay chính ta sẽ đi canh cây táo đó. Nếu con mà tài giỏi thì ta không phải nhọc thân như vậy.
Thưa phụ vương, con xin đi canh thay cho người. Con hứa. Hứa. Hai anh con cũng hứa, nhưng mà vẫn mất. Con mà canh chắc còn mất nhiều quả hơn nữa đó. Vậy thì con không hứa, mà con quyết tâm bắt cho được kẻ trộm. Xin phụ vương hãy tin con. Thưa phụ vương, người lớn tuổi rồi, không thể dầm xương được, sẽ tổn hại thân thể. Xin hãy cho con một cơ hội báo hiếu cho người. Được, ta cho con một cơ hội, đêm nay canh thử coi sao. Ai dân sự dây ngang đây vậy? Ui da, đau quá. Hả? Ông có sao không? Trời ơi, ông lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận đó. Cũng may là tôi té, chứ hai hoàng tử lớn mà té thì người dân sợi dây này sẽ bị xử tử đó. Ta và Louis còn không bắt được trộm, ngươi tài cán gì mà bắt được chứ? Để xem đêm nay hoàng tử Úc trổ tài cho phụ vương thấy tài của nó như thế nào, có phải không Louis? Nó không tệ như ta tưởng. Anton hữu dũng vô mưu thì không đáng ngại, còn nó thì ta phải đề phòng. Ngài tập luyện một chút đi, mệt thì ngủ một chút, tôi sẽ canh gác thay cho ngài. Không, ta không mệt. Thức đêm có xá gì với ta? Ông cần phải ngủ cho khỏe để có sức kề cận bên ta chứ. Ông vào trong kiệu ngủ đi. Phải bắn cho nó rơi xuống, kẻo người đi qua bị rơi trúng sẽ trọng thương. Ngài quả là một tay thiện xạ mà. À, thì ra mi là kẻ ăn cắp táo vàng của ta. Nè con chim kia, mi có đi không? Và đừng bao giờ trở lại ăn táo của ta. Nếu không, ta sẽ bắn đó. Ta không muốn giết mi, nhưng ta phải bắn cho mi sợ thôi. Lông con chim này quá đẹp. Thưa phụ vương, đêm qua con bắn kẻ ăn cắp táo vàng của người, đó chính là con chim lông vàng này đây. Hoàng tử bên của ta, ta khá ngạc nhiên xen lẫn tự hào về con. Con làm rất tốt. Các quan có biết con chim này như thế nào không? Thưa quốc vương, con chim lông vàng này còn quý hơn cả một vương quốc. Nếu chiếc lông chim quý như vậy thì ta không những muốn có một chiếc mà muốn cả con chim. Rất đúng thưa quốc vương, ngài nên cho người đi tìm con chim đó về đây thì vương quốc của chúng ta sẽ sáng rực và giàu có. Đúng vậy, đất lành chim đậu. Nếu là chim vàng thì thật là quý và mang ý nghĩa giàu có hùng mạnh cho đất nước của ta. Một trong hai con, nếu ai đem về đây con chim vàng này thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thưa phụ vương, con thông minh tài trí hơn người, xin cho con đi. Thưa phụ vương, con tài giỏi, điềm tĩnh hơn người, xin cho con đi. Các quan thấy thế nào? Có cách gì để chọn ai đi không? Thưa quốc vương, quả là rất khó xử, vì cả hai hoàng tử đều rất tài giỏi. Ngài nên cho thi thố tài năng là cách tốt nhất. Nếu đã cho thi thố tài năng thì xin quốc vương cũng nên cho hoàng tử Ben cùng thi thì mới công bằng, vì chính hoàng tử Ben đã phát hiện ra loài chim vàng này. Không được, hoàng tử Ben còn nhỏ tuổi, Ben cần phải rèn luyện thêm. Ta sợ Ben chưa xử lý được nếu gặp những tình huống nguy hiểm. Quả táo
của hoàng tử Anton dập nát hết rồi ạ. Tàu quốc dương, quả táo hoàng tử Louis thì chỉ mất một góc thôi ạ. Ngài đừng có bắn tôi. Tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Ủa, sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Ngươi nói khùng điên gì vậy? Ta như thế này mà vào cái nơi tăm tối đó hả? Biến khỏi mặt ta, đừng cản đường ta. Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào quán trọ tồi tàn thì quả là một sự ngu ngốc. Dạ, dạ mời quý khách. Mời quý khách vào đây ạ. Dạ, mời quý khách. Dạ, bên này, bên này. Ta nhớ mẫu hậu, người cũng hay ngắm trăng. Tôi biết, bà thường đưa ngài ra đây ngắm trăng. Bà rất thương yêu ngài. Nhưng tôi không hiểu, tại sao quốc vương... Không, vua cha cũng thương ta. Nhưng ngài luôn nghĩ ta còn quá nhỏ, không đủ trí lực thôi. Ơ, anh bạn cáo, sao anh lại tới đây giờ này? Tôi đã căn dặn hoàng tử rồi, sao ngài không xin đi kiếm chim vàng để lập công? Quốc vương chưa tin tưởng ngài ấy. Hoàng tử anh của ngài đã đi đến một ngôi làng, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không thể đi thêm được nữa. Sao? Tại sao không đi thêm được nữa? Anh ấy đã gặp chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu ngài biết thì ngài sẽ làm gì? Ta sẽ đi nhanh đến đó để cứu anh ấy. Ngươi mau nói đi. Không bị gì cả thì cứu làm chi? Trái lại, ngài ấy còn vui chơi đến quên cả nhiệm vụ kìa. Mà tôi nói thật nha, tôi hướng dẫn đường đi, vậy mà anh của ngài còn bắn cả tôi nữa. Hả? Anh ấy bắn ngươi hả? Ngươi có bị sao không? Anh của ngài rất là tàn ác, chỉ có ngài mới nhân hậu. Tôi sẽ gả em gái tôi cho ngài. Hả? Cái gì? Ngươi muốn hoàng tử của ta lấy em gái ngươi sao? Là một con cáo sao? Ngươi là bạn của ta thì em gái ngươi cũng là bạn của ta, có phải không? Nè, hãy mời cô ấy tới đây cùng chơi với ta ngày mai nha. Sẽ có lúc ngài hiểu và tin điều ta nói là sự thật. Ngài vào tâu xin đi, đừng chần chờ gì nữa. Ừ, được rồi, ta sẽ vào xin phụ vương. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không vượt qua được anh Louis. Lính đâu? Mời hoàng tử Louis đến gặp ta. Con đó hả? Hãy đi gọi Louis đến đây cho ta. Dạ, tâu phụ vương. Nhưng người cho con đi tìm anh và con chim vàng, con sẽ... Anh của con tài giỏi như vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy trở về. Con thì không bằng anh của con. Làm sao có thể? Nếu như con đi, ta sẽ rất lo lắng đó. Xin phụ vương hãy tin con. Con mau tìm kiếm Anton và con chim vàng đem về đây cho ta. Con có làm được không? Phụ vương yên tâm, con sẽ thành công. Và chắc chắn như thế. Ngài đừng có bắn tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tại sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ, tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Làm sao mà ta tin được một con thú như ngươi? Ngài đã đi đến đây thì phải tin tôi. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Tại sao phải vào quán trọ tối tăm mà không được vào quán có đèn sáng?
có điều gì bí ẩn tại hai cái quán này. Ta phải đến đó thật nhanh trước khi trời tối, để xem hai quán này như thế nào. Tại sao chủ quán trọ này không biết để nhiều đèn cho sáng rực rỡ? Nhìn ánh đèn le lối thế kia, chắc không phải là một nơi tử tế. Ta không nên vào. Ngài hết tiền rồi, mời ngài ra khỏi quán, chúng tôi không tiếp nữa. Hả? Anh Anton! Anh Anton! Em đến rồi hả? Vào đây gỡ lại tiền vàng cho anh. Vô đây chơi vui lắm. Trời ơi! Nè, quần áo anh dơ thế kia, đừng có dây vào tôi. Chủ quán, cho người phục vụ em trai tôi. Nó có tiền, có vàng nhiều lắm. Nè, anh lính. Nè, anh lính, tôi đây. Hả? Sao ngươi lại dám vào đây? Dẫn em gái đến nữa sao? Ông nói với hoàng tử Ben là đã tới lúc ngài ấy phải lên đường rồi. Hai hoàng tử kia không đi thêm được nữa đâu. Tại sao nó nhiệt tình giúp hoàng tử Ben đến như vậy? Có âm mưu gì không? Không lẽ ép ngài ấy lấy em gái của nó? Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Hoàng tử Louis đã đi nửa tháng nay, cả hai hoàng tử đều không có tin tức gì cả. Các hoàng có ý kiến gì không? Tâu quốc vương, thần nghĩ là ta nên phái binh lính đi tìm hai hoàng tử, đồng thời tìm luôn con chim vàng. Tâu quốc vương, như thế thì không được. Bởi vì hai hoàng tử tài giỏi như vậy mà vẫn không hoàn thành sứ mạng, thì binh lính đi cũng chẳng có ích gì. Vậy ngài tính cách chi? Mau nói ra để mọi người biết cách của ngài chứ. Tâu quốc vương, hoàng tử Ben có phong thái hơn người, lại thông minh, đức độ. Thần đã nhìn ra từ lâu, xin quốc vương cho ngài ấy đi còn hơn trăm quân vạn lính. Thưa quan Khâm Thiên Giám, ngài nhìn sao nhìn trăng có thể đoán được mưa nắng, chứ nhìn người thì vẫn chưa có được đâu. Tâu quốc vương, ngài hãy cho hoàng tử Ben một cơ hội, sẽ biết tài của ngài ấy. Hai hoàng tử lớn tài giỏi thế kia, đến hôm nay vẫn không thấy tin tức gì. Hoàng tử Úc còn nhỏ tuổi quá, sao ngài lại muốn hoàng tử dấn thân vào chốn nguy hiểm chứ? Tâu quốc vương, thần cũng muốn biết tài của hoàng tử Ben như thế nào mà quan Khâm Thiên Giám muốn tiến cử. Thưa phụ vương, con tuy nhỏ tuổi nhưng sớm đã biết chí làm trai phải gánh vác đất nước, khi cần phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Thôi, chưa phải lúc để con thử sức với hành trình khó khăn này đâu. Xin phụ vương hãy tin con sẽ không phụ lòng người đâu mà. Chỉ mất công vô ích thôi, con còn trẻ tuổi, còn rất non, làm sao con có thể tìm được hai anh của con? Nói gì tới việc tìm được con chim vàng kia hả con? Chẳng những con tìm được hai anh, còn đem được con chim vàng về cho phụ vương nữa. Hãy tin con. Khi gặp trở ngại khó khăn, con lại không biết đường xoay sở. Con chưa đủ tài trí để làm việc đó. Thưa phụ vương, nếu phụ vương không tin con, thì hãy cho con có cơ hội thử tài trước mặt phụ vương. Con có thể cưỡi ngựa bắn cung được không? Đứng yên thì dễ, còn cưỡi ngựa thì khó lắm. Nếu con làm được thì tính tiếp. Gió thổi mạnh quá, e rằng tên sẽ bay lệch hướng. Ngài cảm thấy chắc chắn không? Sức mạnh của ta từ mũi tên bắn ra, gió cũng có thể xô lệch, nhưng ta tin mình làm được, ông yên tâm. Gió thổi mạnh quá, ta e ngại hoàng tử Úc sẽ không thành công cho cuộc thử tài này.
Đâu quốc vương, thật là không ngờ hoàng tử Ban bắn một lúc ba mũi tên trúng ngay hồng tâm. Ngài ấy thật là tài. Sao rồi, bản cáo của tôi? Tôi đã thực hiện theo lời khuyên của bạn. Tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ngài một lời khuyên. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng. Ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó không được sáng sủa cho lắm. Được rồi, bạn yên tâm. Bây giờ tôi đi nha. Không, hoàng tử hãy thả ngựa chạy về Dương quốc. Tôi sẽ đưa ngài đi. Cảm ơn ngươi đưa ta tới đây. Giờ thì chạy về Dương quốc nha. Tính của ta không thích chỗ náo nhiệt, ồn ào. Anh bạn cáo quá lo xa rồi đó. Ngài đi đúng đường rồi đó. Tôi sẽ đưa ngài tới lâu đài tự do, có tốp lính canh đang nằm ngủ say. Đừng có để ý đến chuyện đó, cứ đi thẳng vào trong lâu đài. Đi qua nhiều phòng, rồi tới một căn phòng cuối cùng. Ở trong đó có treo lồng con chim vàng. Lồng con chim vàng? Ta chưa muốn tìm con chim đó đâu. Hả? Vậy chứ ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm hai anh của ta trước. Hai anh của ngài có xem trọng và yêu thương ngài đâu, ngài vẫn muốn tìm sao? Dù họ đối với ta ra sao thì cũng là anh của ta mà. Ngài đó quá là có tấm lòng nhân hậu. Thôi được rồi, ngài sẽ gặp hai người đó khi quay về. Bây giờ thì nghe kỹ lời tôi căn dặn đây. Trong cái lồng cũ kỹ có con chim vàng, cạnh đó có một cái lồng nhỏ bằng vàng trang trí rất là đẹp. Ta sẽ bắt con chim lông vàng đưa vào cái lồng bằng vàng chứ gì. Được rồi, nó xứng được như vậy. Ồ không, ngài cần phải nhớ, không được bắt con chim vàng ở trong lồng cũ cho sang lồng bằng vàng. Làm như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Sao lạ vậy? Ngài nhớ đó, không được thay đổi lồng chim. Ta với ngươi chắc có duyên lắm đây, nên mới gặp nhau lần nữa. Thôi, theo ta về Trung Quốc, ta sẽ săn sóc ngươi thật là chu đáo luôn. Ngươi đẹp như thế kia, sao ai nỡ cho ngươi sống trong cái lồng gỗ không có thức ăn nước uống gì hết? Có phải là ngươi đang đói không? Con cáo dặn ta không nên đổi lòng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ở trong cái lồng bằng vàng sẽ xứng đáng hơn, nhất là việc ngươi được ăn uống đầy đủ nữa, đúng không? Nếu có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chấp nhận, ngươi có chịu không? Lính đâu? Hãy đem kẻ trộm con chim vàng đến đi. Tại sao nhà ngươi dám bắt trộm con chim vàng của ta? Ai sai ngươi đến đây? Thưa quốc vương, không ai sai con tới đây cả. Nhưng vì con rất thích con chim này nên cố ý đem nó về nuôi, chỉ vậy thôi. Thích thì vào lâu đài của ta rồi lấy đem về hay sao? Ngươi có biết ở Dương quốc của ta ai trộm cắp thì bị xử tử không? Tâu quốc vương, cha mẹ hay bất cứ ai cũng không dạy con cái trộm cắp. Con xin nhận tội này. Cha mẹ ngươi là ai? Ta nhìn y phục ngươi mặc không giống kẻ tầm thường. Ngươi từ đâu tới? Con chỉ là người thợ săn bình thường, có biệt tài là lấy được bất cứ thứ gì. Nếu vì không tiếc thương con chim quý phải ở trong cái lồng cũ kỹ, lại bị đói khát, thì con đã lấy được con chim vàng của ngài rồi. Cậu bé này nói có thể lấy bất cứ thứ gì, trong khi ta rất muốn có con ngựa vàng. Hay là nếu ngươi muốn thoát tội chết thì hãy đem về đây con ngựa vàng phi nhanh hơn gió. Ta sẽ thưởng cho ngươi con chim vàng này. Dạ, con xin tuân lệnh. Ta biết tìm ở đâu ra con ngựa vàng bây giờ. À,
anh bạn cáo đây rồi. Ngài thấy không, tôi đã dặn đi dặn lại mà vẫn không nghe lời tôi, cho nên ngài mới như vậy. Nhưng thôi, ngài phải dũng cảm lên. Tôi sẽ giúp ngài tìm ra con ngựa vàng. Bây giờ tôi đưa ngài đi. Cứ thẳng đường này mà đi thì sẽ tới được lâu đài chiến thắng. Lâu đài chiến thắng có con ngựa vàng sao? Tại sao anh bạn cáo tài thế? Việc gì cũng biết hết trơn à? Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng mà họ ngủ say như chết vậy đó. Lại tới lâu đài nữa sao? Công tước của lâu đài này rất là háo thắng. Ông ta không muốn chịu thua ai đâu, và rất muốn cưới công chúa xinh đẹp nước cung điện vàng. Nhưng mà vua của nước này không đồng ý. Nhiều lần ông ta có ý muốn bắt cóc công chúa, nhưng mà không dám. Tại sao vậy bạn cáo? Hay ông ta nghèo hơn nước lâu đài vàng? Không phải, bởi vì ông ta rất sợ anh trai của công chúa. Chàng ấy là một người rất tài giỏi. Khi thấy những người chăn ngựa ngủ say, ngài phải im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng phải chú ý một điều, chỉ đặt chiếc yên ngựa bằng gỗ lên lưng ngựa. Nếu lấy chiếc yên ngựa bằng vàng đặt cạnh đó thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hãy nhớ lấy lời tôi. Lại yên vàng với yên gỗ, ta khó hiểu quá đi. Cáo dặn là phải lấy cái yên bằng gỗ, nếu làm khác ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cái yên gỗ này đã sờn cũ, đầy gai góc. Nếu mà đặt lên lưng ngựa nó sẽ bị thương. Còn cái yên vàng này chắc chắn sẽ an toàn cho lưng ngựa hơn. Nhưng ta vẫn nên nghe theo lời cáo đã dặn. Ngựa vàng quý hiếm mà lại bị thương, thật là tội quá. Nếu bạn bị thương á, thì làm sao mà bạn đủ sức để đi, để chạy? Ta thật không đành lòng đặt chiếc yên gai góc kia lên lưng bạn. Nè, ngựa quý, hãy nhìn xem có phải cái yên này rất hợp với ngươi đúng không? Có thích nó không? Ngươi đẹp như thế này mà đặt cái yên gỗ đó hư hỏng lên lưng ngươi, ta thật là không nỡ. Bắt lấy cái trộm! Bẩm công tước, có một kẻ trộm định bắt con ngựa vàng. Ngài định xử trí hắn thế nào? Đem hắn tới đây cho ta. Tâu dân. Ngươi từ đâu tới? Nói cho rõ trước khi ta xử tử ngươi. Tôi từ xa đến, chỉ là người bình thường. Vì cảm thấy con ngựa quý xứng với người tài giỏi như tôi, nên mới lấy thôi. Ngươi tài giỏi hả? Ý ngươi là ta không xứng với con ngựa của ta đâu hả? Tôi không nói là ngài không xứng, nhưng mà tôi thì xứng với con ngựa này hơn. Lão, ngươi tài cán gì hơn ta mà dám tự hào như vậy? Tôi có thể đem được công chúa Dương Quốc lâu đài vàng đi, còn ngài thì không dám. Ngươi đem công chúa Alisa đi được sao? Tại sao ngươi biết ta cũng muốn có được nàng ấy? Khắp lãnh thổ này, ai mà không biết ngài yêu mến công chúa. Nhưng vì sợ anh trai của nàng, nên ngài không dám thôi. Ta mà sợ hoàng tử Adam sao? Nếu ngươi tài giỏi, đem được công chúa Alisa tới đây, ta sẽ tặng cho ngươi con ngựa vàng. Mình nói liều như vậy để thoát chết, chứ chưa biết làm cách nào. Chắc phải nhờ đến anh bạn cáo rồi. Được, cứ theo cách như vậy. Ngài lại không chịu nghe lời tôi nữa, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh bạn cáo nghĩ coi, con ngựa vàng quý giá như vậy, lại đặt cái yên gỗ làm cho nó bị thương trên lưng, thì không tốt với nó chút nào hết. Tôi thật không đành lòng. Mà thôi, tôi không trách ngài nữa đâu. Bởi do tôi biết ngài có tấm lòng nhân hậu, cho nên tôi mới mến ngài. Tôi sẽ giúp ngài đến gặp công chúa Alisa. Nè, làm gì mà ngài buồn dữ vậy? Tôi sắp phải đưa một cô gái xinh đẹp đến cho vị công tước kia để cứu được mình. Tôi thật tủi hổ và không đành lòng. Ồ không, công chúa Alisa sẽ không vào tay lão công tước đó đâu. Sao anh bạn biết?
tôi biết chứ, tôi biết tất cả mọi việc. Nào, tôi sẽ đưa ngài đi gặp công chúa. Mỗi buổi tối, công chúa Alisa hay đứng trên lầu cao, nhìn xuống cổng thành để chờ người anh của mình trở về. Mỗi ngày công chúa chờ đợi như thế sao? Cô ấy có thể nhìn thấy anh của mình từ xa hả? Không, vì Dương quốc bị một dãy núi chắn ngang, che mất tầm nhìn của Dương quốc đối với thế giới bên ngoài. Ồ, vậy thì làm sao ta có thể gặp mặt công chúa? Ngài nói làm sao để công chúa nghe được tên người anh của nàng là Adam, thì ngay lập tức cô ấy sẽ mời ngài lên phòng. Ta không gặp sự cản trở nào sao? Dương quốc bị một lời nguyền, nên ngày cũng như đêm, ai cũng ngủ hết. Ngài không gặp trở ngại nào hết đâu. Công chúa đưa ngài vào phòng, sẽ hỏi ngài về người anh Adam. Ngài cứ nói là anh ấy vẫn khỏe và rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy quay trở về. Nhưng ta không có gặp hoàng tử Adam. Ta không thể nói dối nàng ấy được. Ngài cứ nói như vậy, bởi vì tôi đã gặp Adam rồi. Anh ấy là... anh ấy là bạn của tôi. Ta tin anh bạn cáo. Ta cũng không ngạc nhiên về điều này, vì anh bạn cáo rất tốt. Adam đang ở đâu? Anh ấy có khỏe không? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có nhớ? Công chúa yên tâm, hoàng tử Adam vẫn khỏe, rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy trở về. Ồ, anh ấy sẽ trở về sao? Bao giờ anh ấy về? Điều này thì tôi không biết. Có lẽ khi nào anh ấy xong việc. Nhưng chàng là ai? Làm sao biết được Adam? Tôi là hoàng tử Ben, con thứ ba của Dương quốc Thịnh Vượng. Adam là bạn của tôi. Anh ấy nói rất nhớ nàng. Nàng thật là đẹp, nụ cười rất duyên dáng. Không cần cáo căn dặn, ta cũng phải ngỏ lời yêu nàng. Hoàng tử Adam kêu tôi tới đây để cầu hôn nàng. Anh của ta chọn chàng thì chắc chắn biết chàng là người tốt. Ta đồng ý. Ta, hoàng tử Ben của Dương quốc Thịnh Vượng, xin cầu hôn công chúa Alisa của Dương quốc Cung Điện Giang. Bây giờ nàng hãy theo ta về Dương quốc Thịnh Vượng. Ồ không, ta còn phải chào tạm biệt phụ vương và mẫu hậu nữa. Ngài phải đưa nàng đi ngay, không được cho nàng đến chào từ biệt cha mẹ, vì như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Không được, trời sắp sáng rồi, không đi nhanh thì không kịp, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ta đưa nàng đi gặp phụ vương và mẫu hậu, có chuyện gì ta cũng đành chịu. Phụ vương, mẫu hậu ơi, quân lính đâu? Bắt tên này lại cho ta. Ngươi là hoàng tử Dương quốc Thịnh Vượng, là nơi xa xôi, vì sao lại quen biết với hoàng tử Adam? Ta thật chưa biết hoàng tử Adam, thì nói làm sao đây? Cáo ơi, chết ta rồi. Thôi cứ nói đại đi, tới đâu hay tới đó. Hình dáng của hoàng tử Adam ra sao? Quốc vương và hoàng hậu đều xinh đẹp, nước da trắng. Công chúa cũng xinh đẹp, thì chắc chắn Adam cũng xinh đẹp thôi. Hoàng tử Adam cao ráo, có nước da trắng, khôi ngô tuấn tú. Chàng ấy là bạn của con. Chúng con gặp nhau trong rừng khi đi săn bắn. Hoàng tử Adam kêu ngươi đến đây cầu hôn công chúa, thì chắc chắn ngươi rất vừa ý con trai ta. Ngươi có yêu thương công chúa thật lòng không? Thưa quốc vương, con rất yêu thương công chúa. Con sẽ làm bất cứ việc gì để nàng vui lòng. Một năm trước, có một mụ phù thủy đi ngang đây, thấy Adam của ta khôi ngô tuấn tú, mụ định bắt đi. Nhưng con trai ta rất tài giỏi, nên chống trả rất quyết liệt. Mụ ta tức giận phù phép, biến ngọn núi nằm sát cung điện, để chắn tầm nhìn của Dương quốc ta với thế giới bên ngoài. Cũng từ đó, chúng tôi không còn thấy hoàng tử Adam đâu nữa. Một câu chuyện rất buồn,
Nhưng hoàng tử Adam vẫn còn sống, thưa quốc vương và hoàng hậu. Biết được con trai ta còn sống thì chúng ta vui mừng lắm. Kể từ đó, hoàng hậu và công chúa không còn cơ hội nhìn ngắm chân trời, nhìn ngắm cỏ cây lá hoa nữa. Thưa quốc vương và hoàng hậu, không còn cách nào nữa sao? Mụ phù thủy có để lại lời nguyền: khi nào có người thật lòng yêu công chúa, người đó cùng với con trai ta kết hợp mới phá được núi. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thì làm sao phá được lời nguyền đó? Ta sai cả ngàn quân lính đập phá núi, nhưng núi do bị lời nguyền nên cứng như sắt thép, nó không bể một chút nào. Tâu quốc vương và hoàng hậu, con nguyện sẽ đào phá núi, biết đâu trong thời gian đó hoàng tử Adam cũng sẽ trở về. Các ngươi cùng vào giúp sức với hoàng tử đi. Ôi, đúng là lời nguyền của phù thủy, chỉ có hoàng tử mới phá núi được thôi. Chúng ta đành phải để một mình hoàng tử làm thôi. Nhưng bao giờ mới xong được quả núi này? Ôi Adam, con đâu rồi? Sao rồi? Chắc chắn là ngài không nghe lời tôi căn dặn nên mới tự gây rắc rối cho mình, phải không? Nhưng mà không sao, đó cũng nằm ở trong dự định của tôi. Ta lại không thấy chuyện này là rắc rối, anh bạn cáo à. Mà ta lại nghĩ đây là nhiệm vụ của ta thôi. Bây giờ thì ngài nghỉ tay đi, mau kể cho tôi nghe những gì ngài đã nói trước phụ vương mẫu hậu của... phụ vương mẫu hậu của công chúa. Thôi được rồi, ngài làm nguyên cả ngày cũng đã mệt, giờ ngài đi ngủ đi, tôi sẽ giúp ngài làm buổi tối cho. Không ai có thể phá núi được, chỉ có ta và hoàng tử Adam thôi, vì dính lời nguyền của mụ phù thủy. Ngài an tâm, không ai có thể dính lời nguyền lên tôi được nữa. Tôi biết anh bạn cáo rất tài giỏi, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Tôi không thể đi ngủ mà cho một mình anh bạn làm được. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Ngài nhúng tay vào phá núi rồi thì cũng đã giải được lời nguyền. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Thức dậy nếu tôi còn làm chưa xong thì phụ giúp tôi. Chứ bây giờ mà đứng đây thì những tảng đá lớn rớt trúng bây giờ. Vậy anh bạn cáo làm nha, tôi nghỉ ngơi một lát đây. Bạn cáo giúp ta, đã giúp được ta rồi. Cảm ơn người bạn thân thiết này, tôi thích bạn. Nàng đừng sợ anh bạn cáo này, bạn ấy rất tốt, bạn ấy cũng chính là bạn của hoàng tử Adam đó. Anh bạn cáo ơi, ta không muốn lấy con ngựa vàng nữa. Hả? Trời ơi, tại sao ngài lại không muốn lấy con ngựa vàng? Tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng công chúa. Ta sẽ đưa nàng trở về Dung Quốc Thịnh Vượng, và sau lễ cưới, ta cùng với nàng đi tìm hoàng tử Adam và các anh của ta. Ngài có được công chúa cũng sẽ lấy được con ngựa luôn. Cái gì? Ta làm sao mà có được công chúa lẫn con ngựa vàng được chứ? Anh bạn cáo đừng có đùa với ta nha. Ngài hãy đưa công chúa Alisa tới công tước xứ Chiến Thắng, ông ta sẽ rất vui mừng, liền đưa cho ngài con ngựa vàng như đã hứa. Trời ơi, không có được. Có khác gì giao nộp nàng ấy đâu. Ta không đồng ý làm như vậy.
Lúc đó đó, ngài hãy nhảy lên con ngựa chào mọi người, rồi bắt tay chào công chúa. Nhân lúc bắt tay thì kéo luôn công chúa lên ngựa và phóng đi. Không được, không được, họ sẽ đuổi theo ngay. Ngài quên là con ngựa ấy phi nhanh hơn gió, không ai có thể đuổi kịp sao? Dễ đến vậy luôn hả? Dễ chứ sao lại không. Nào, chúng ta đi nhanh cho kịp. Ta không thể để mất nàng, phải làm theo lời cáo nói công chúa nha. Không ai hái táo cho ta ăn thì ta cũng biết tự hái vậy. Công chúa Alisa, công chúa Alisa, mời công chúa vào lâu đài. Không được, các ngươi vào báo lại công tước, mời ngài ra đây đón công chúa chứ. Công chúa Alisa đâu? Có thật là nàng ấy không? Mời công chúa vào lâu đài. Quân đâu? Mở tiệc ăn mừng ngay. Ngươi làm gì vậy? Ngài quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Ta nhớ chứ. Quân đâu? Đem con ngựa vàng ra đây. Ông bạn cũng nhớ đến ta phải không? Vậy thì đi cùng ta nha. Nhiệm vụ của tôi đã xong, xin tạm biệt ngài. Cho tôi bắt tay chào công chúa nha. Cứu tôi! Công chúa! Đến đâu? Cảm ơn anh bạn cáo của ta. Ta thật không biết lấy gì đền ơn cho bạn đây. Giờ ngươi hãy quay về Dương Quốc đi nhé. Ta cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài đoạt được con chim vàng. Đoạt con chim vàng như thế nào? Anh bạn cáo nói đi. Ta rất hứng thú để nghe bạn nói đây. Tôi muốn hỏi điều này. Khi ngài tới các Dương Quốc, họ có biết ngài là hoàng tử của Dương Quốc Thịnh Dưỡng không? Không, họ chỉ biết ta là gã thợ săn bình thường. Chỉ có quốc vương và hoàng hậu nước cung điện vàng mới biết ta là hoàng tử thôi. Vậy thì tốt, sẽ không gây phiền với các Dương Quốc. Khi tới gần Dương Quốc Tự Do thì ngài hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng đợi ở ngoài với tôi. Cũng làm theo cách cũ đúng không? Ta đã hiểu rồi, bây giờ tiến hành thôi. Ngài cưỡi ngựa vàng dừng trước cổng cung điện. Người trong cung điện khi thấy con ngựa vàng sẽ mừng vui đón ngài và lấy con chim vàng ra đưa. Cầm lồng chim trong tay rồi thì chàng nhanh chóng quay ngựa phóng ra ngoài để đón ta và cáo nhé. Công chúa rất thông minh. Được rồi, ta sẽ làm như anh bạn nói. Giờ chúng ta đi ngay nha. Quen với anh Adam như thế nào? Anh ấy hiện đang ở đâu? Hoàng tử Adam cứu tôi, chúng tôi trở thành bạn bè. Ngài ấy rất tài giỏi, rất tốt, giống như hoàng tử Ben vậy. Khoan, có điều này ta thật không hiểu. Ta thấy anh bạn rất khôn ngoan, lại rất tài giỏi, vì sao mà cứ bị bức hiếp để những người khác cứu giúp chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lát nữa hoàng tử phải nhớ những lời tôi đã căn dặn đó. Ta nhớ. Nhưng anh bạn giải thích sự thắc mắc của ta đi. Chỉ có cái đuôi của anh bạn thôi, nó đã mạnh mẽ lắm rồi kia mà. Thì là đưa công chúa lên ngựa, kêu nó chạy ngay đi. Ngựa vàng, mau đưa công chúa chạy đi. Nè con hổ kia,
Nếu không chạy mau thì ta bắn đó. Nè, ta đã không bắn, Bà Mi vẫn quyết giết ta sao? Nè, Mi sợ chưa? Còn không mau cút đi. Công nhận cái đuôi của anh bạn cáo rất mạnh mẽ. Ta không thể tha Mi được nữa. Xem ta bắn đây. Nàng có sao không? Lúc nãy thấy Ngàn té ngã mà ta không thể chạy tới giúp được. Đá con hổ là đúng, nhưng cũng phải nhớ đến công chúa chứ. Ờ, không, ta không bị sao cả. Cả hai đừng trách nó, tội nghiệp. Cảm ơn bạn nha, ta thật không ngờ anh bạn cũng rất dũng cảm. Thôi, chúng ta lên đường ngay đi. Nàng đứng đây chờ ta một chút nha. Ta sẽ ở đây với bạn cáo, chàng yên tâm. Ngươi mau vào báo cho quốc vương là ta đã đem về đây con ngựa vàng mà ngày ấy mong muốn. Và quốc vương cũng phải mang ra cho ta con chim vàng nha. Ồ, con ngựa vàng thật là đẹp. Được rồi, tôi sẽ vào báo cho quốc vương biết, ngày ấy sẽ mừng lắm. Nhớ đem ra con chim vàng luôn đó. Ôi, con ngựa vàng của ta, con ngựa mà ta ngày đêm mong ước. Người mau xuống ngựa đi chứ, sao ngồi trên mình nó lâu vậy? Ông ta không cho mình ngồi trên lưng ngựa thì làm sao mình cưỡi nó chạy thoát được đây? Mau, mau, các người dẫn nó vào cung điện cho ta. Trời ơi, ông ta kêu dẫn ngựa vào thì làm sao ta cưỡi nó chạy đi được đây? Anh bạn cáo ơi, làm sao đây, làm sao đây? Này chàng trai, tại sao con ngựa không đứng lên? Để tôi thử xem. Nè anh bạn, đứng dậy chạy nhảy đi chứ. Cứu tôi với. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Giữ con ngựa lại cho ta, giữ nó lại cho ta. Tiếng gió ngựa này là của con ngựa vàng. Hoàng tử Ben đã thành công rồi. Hai người hết tiền rồi, có ở đây làm gì? Mau cút ra khỏi quán đi. Sau những ngày ăn chơi cờ bạc, hai anh em Anton và Louis đã hết tiền vàng và họ bị đuổi ra khỏi quán trọ. Ta là hoàng tử, sao các người dám? Ngay cả quốc vương á, đến nơi này bài bạc hết tiền, chúng ta cũng không tha. Chứ đừng nói gì tới hoàng tử. Ta mà về đến vương quốc thì đem vàng đến đây cho các ngươi hầu ta cả ngày lẫn đêm đó. Bây giờ em tính sao? Còn tính sao nữa? Kiếm cái gì ăn? Đói quá rồi. Anh còn đồng vàng nào không? Hết sạch rồi. Cảm ơn bạn ngựa. Bạn rất thông minh để hiểu được ý ta. Cảm ơn bạn cáo vì đã giúp ta. Cả hai bạn đều rất tốt. Bây giờ đã đến lúc ngài đền đáp công tôi. Vậy cáo muốn gì nè? Tôi muốn ngài giết tôi chết rồi lột da của tôi ra. Hả? Anh bạn nói cái gì vậy? Em trai, bọn anh chạy theo em đã mệt lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút đi. Dạ thưa anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Này Ben,
Em nói rằng con chim này có thể nhả ra vàng ư? Thật là khó tin quá. Dạ, đúng vậy thưa hai anh. Nhờ bạn ấy nên em mới có vàng chuột hai anh đó. Vậy thì em kêu nó nhả vàng ra đi, anh thấy thì mới tin. Tự dưng kêu bạn ấy tạo vàng để làm chi? Chúng ta đâu có cần gì tới vàng. Ai, như vậy là không có thật. Các anh không tin. Lúc trước mình gặp cáo ở đây, hay là mình đi loanh quanh tìm kiếm anh bạn cáo thử xem. Nàng ngồi đây chờ ta một lát, ta tìm xem bạn cáo có ở đây không nha. Chàng cho ta đi theo có được không? Ta đi có một chút, nàng cứ ngồi chờ ở đây, ta sẽ về ngay thôi mà. Chàng cẩn thận đó. Cáo ơi, bạn cáo ơi, bên đây. Tại đây có cái hố, chắc của các thợ săn đào để bẫy thú. Suýt nữa thì anh rơi xuống hố này rồi. Như thế này quá ra lại hay đấy chứ. Ben, em ở đâu? Ben ơi, Ben, em trai ơi, em ở đâu? Hai anh vào đây làm gì? Sao không ở cùng công chúa? Em vừa mới ra ngoài có việc. Hai anh làm gì vậy? Buông em ra! Công chúa của bọn ta lo. Buông em ra! Ngựa vàng và chim vàng cũng đã có bọn anh lo rồi. Hoàng tử Ben bị hổ dồ ăn thịt rồi. Không thể nào hoàng tử Ben bị cọp vô được, bởi vì chàng ấy đã từng chiến đấu với hổ dữ và đã chiến thắng nó. Hai hoàng tử đang nói dối. Đúng đó, hai chúng tôi đã xử nó rồi. Thì sao nào? Ta không ngại gì mà giấu nàng. Đúng vậy, anh em ta đã xử nó đó. Nó tài giỏi hơn bọn ta. Để nó sống á, thì sẽ giành lấy nàng, ngựa vàng và chim vàng. Các anh là những kẻ phản bội. Chàng đã giúp các anh thoát chết, thế mà các anh cư xử như thế sao? Ta sẽ nói rõ việc này. Nàng mà nói ra, ta sẽ giết. Không cho nàng thấy mặt cha mẹ của nàng nữa đó. Thưa vua cha, sau bao ngày chúng con gian khổ tìm kiếm chim vàng, con đã đem thêm về con ngựa vàng và công chúa Alisa, con quốc vương cung điện vàng. Con chim vàng và con ngựa vàng này sẽ làm cho vương quốc ta thêm giàu có hùng mạnh. Nó có thể cho ta những thỏi vàng nếu ta muốn, thưa vua cha. Hai con quả thật là tài giỏi, thật không phụ lòng của ta. Nhưng hoàng tử Ben đâu rồi? Hoàng tử Ben, Ben đã bị Ben đã bị hổ dồ ăn thịt rồi. Trời ơi, con trai út của ta, nó còn nhỏ, làm sao tránh được nguy hiểm. Trời ơi, Ben của cha. Xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Ê, không, xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa, con có công hơn Anton. Của anh? Không, công chúa là công của em. Công chúa là của anh. Của em anh chứ, mà. Em xứng đáng hơn. Anh là anh lớn, phải là của anh. Anh ra đi, công chúa là của em. Em trai của các con vừa mất, vương quốc đang buồn. Khoan hãy nói đến việc cưới công chúa đi. Con cáo nói mà ta không tin. Thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Hố sâu quá, làm sao ta lên được đây? Cứu ta với!
Lúc trước mỗi khi gặp chuyện nan giải thì có bản cáo giúp ta. Giờ thì không lẽ ta chết ở dưới hố này luôn sao? Mẫu hậu ơi. Ngài hãy bám vào đuôi tôi sẽ kéo ngài lên. Ôi, anh bạn cáo của ta. Tôi biết trước ngài sẽ gặp nạn mà, bởi vì ngài quá nhân hậu, lại không đề phòng kẻ gian manh. Còn không nghe lời tôi khuyên nữa chứ. Ta thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Ta hiểu rồi, xin anh bạn đừng trách ta nữa mà. Ta trách gì ngài đâu, ta còn muốn gả em gái của ta cho ngài nữa kìa. Hả? Ta chỉ kết hôn với công chúa Alyssa thôi, chứ không muốn với ai khác. Từ khi biết ngài chết, công chúa chỉ ngồi khóc, và cả con chim, con ngựa đều buồn bã. Vậy chúng ta mau trở về. Vẫn chưa thoát nạn đâu. Hai người anh không biết là ngài đã chết hay chưa, nên sai lính canh phòng ngoài rừng đó. Nếu họ bắt gặp ngài thì sẽ giết ngay. Để tôi tìm cách. Ta không sợ họ đâu, nhưng ta rất buồn vì tình anh em như thể tay chân. Vậy mà họ đối xử với ta như vậy. Hey ngựa, hãy biểu diễn những bước chạy siêu tốc của ngươi đi. Này ngựa vàng, hãy cho mọi người thấy tài năng của ngươi nhé. Hãy nhìn xem Louis này mà học hỏi đi Anton. Nè ngựa yêu quý, hãy cho ta thấy sự tài giỏi đặc biệt của ngươi. Hãy cất gió lên và phi nước đại nào. Nào, đừng có giận như vậy mà. Ngươi hãy thể hiện đi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp hoàng tử Ben. Có chịu không? Sao rồi Louis? Không dụ được con ngựa cứng đầu đó hả? Ngươi không thể thắng được ta để tranh giành công chúa đâu. Do ta sắp đặt, ngươi chỉ phụ họa vào thôi. Ngươi có quyền gì mà đòi cưới công chúa? Chắc chắn là phụ vương sẽ truyền ngôi cho ngươi. Lại còn đòi thêm công chúa nữa sao? Công chúa sẽ là của ta. Của ta? Của ta? Của ta? Của ta? Ta đã nói là của ta. Ngài thấy không? Hai anh của ngài rất là tàn độc, họ muốn hại ngài cho bằng được mà. Chúng tôi cùng cha mẹ sinh ra. Mẫu hậu ơi, chắc người không thể ngờ hai anh lại đối xử với con như vậy, có phải không? Ngài dư sức hạ được bọn lính này, nhưng họ sẽ chạy về báo tin. Hai hoàng tử kia sẽ đề phòng. Được rồi, tôi phải giúp ngài thoát khỏi nơi đây mà bọn lính này vẫn không hề hay biết. Anh bạn cáo rất thông minh, mình có được người bạn tốt này thật là quý. Trong hai hoàng tử con của ta, Anton và Louis, con sẽ chọn ai? Trong hai hoàng tử con ta, Anton và Louis, công chúa, con sẽ chọn ai? Công chúa Alyssa. Sao nó lại có thái độ gì lạ vậy? Đôi mắt lại không có thần sắc gì cả.
hay là nó bị bệnh gì chăng? Chàng về rồi. Còn nói ai về? Thưa quốc vương, hoàng tử Ben đã trở về. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao con lại vui mừng như vậy hả? Hoàng tử Ben đã trở về sao? Con cũng không biết. Chỉ biết rằng con rất buồn. Nhưng giờ thì con thấy vui vẻ trở lại. Một niềm hy vọng rất lớn. Hoàng tử Ben đang trở về. Hoàng tử Ben của ta đã bị hổ vồ mất rồi mà. Thưa quốc vương, chàng bị hai hoàng tử Anton và Louis ám hại. Khi hai hoàng tử Anton và Louis từ trong rừng ra, nói rằng hoàng tử Ben bị hổ ăn thịt, còn không tin. Hay anh ấy nói rằng đã giết Ben rồi. Trời ơi! Hai hoàng tử liền hăm dọa, nếu con nói rõ ra mọi chuyện cho quốc vương biết thì họ sẽ giết con. Ta thật không ngờ hai đứa con này lại tàn ác đến như vậy. Thưa quốc vương, con xin kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện từ khi con gặp hoàng tử Ben. Ngươi thật thông minh, lại biết ta đã quay trở về. Nào, chúng ta hãy cùng quay về cung điện nha. Có chuyện gì mà quốc vương triệu tập gấp vậy mọi người? Chắc chuyện quan trọng quá. Hay là ngài ban lệnh kết hôn cho một trong hai hoàng tử chăng? Chắc là vậy rồi. Ngài hãy lên đây, ta muốn ngài làm một chút chuyện. Chào hoàng tử, ngài đã trở về. Tôi tin chắc là ngài sẽ về mà. Con chào ngài. Nhưng sao ngài đứng đây để làm gì? Tôi đang chờ ngài, hoàng tử à. Ngài chờ ta sao? Quốc vương sai tôi ra tận cổng thành đón ngài đó. Tại sao nó còn sống? Ngươi có cho lính canh chừng nó không? Nói vậy là chúng ta chết chắc rồi. Ta có ba hoàng tử, chỉ đặc biệt thương yêu hai con lớn vì cho rằng chúng nó tài giỏi mà bỏ quên hoàng tử Ben. Thật không ngờ bọn chúng không tài giỏi như ta nghĩ, chỉ biết ăn chơi. Được em cứu không biết cảm kích mà lại độc ác muốn giết chết em để chiếm công. Hoàng tử mà không có đức độ thì có xứng đáng hay không? Nay ta ban bố lệnh trước toàn dân Dương quốc Thịnh Vượng. Kể từ nay, Anton và Louis sẽ trở thành thường dân, vĩnh viễn cấm bước chân vào cung điện. Không, không, không! Sư phụ dương ta tội! Ta không có hai đứa con tàn ác như các ngươi. Các ngươi sẽ bị đi đài đến một nơi khác. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị lễ cưới cho hoàng tử Ben và công chúa Dương quốc cung điện vàng. Ta biết nàng nhớ hoàng tử Adam. Ngày mai ta sẽ xin phụ vương cùng nàng đi tìm anh ấy. Chàng là người rất nhân hậu, nhưng ta buồn vì phụ vương và mẫu hậu vẫn chưa thấy Adam trở về. Nghe chuyện của công chúa thấy buồn quá. Bản thân tôi cũng rất buồn. Ôi anh bạn cáo, gặp được anh bạn ta mừng lắm. Chúng tôi đang bàn tính việc đi tìm hoàng tử Adam. Cáo có đi với chúng tôi không? Việc đó không quan trọng đâu. Việc này thì quan trọng hơn. Đã đến lúc ngài phải trả ơn cho tôi rồi. Hãy giết tôi đi. Không. Tại sao anh bạn lại muốn chết? Chuyện này là sao? Vậy chứ tôi là con cáo thì sướng lắm sao? Hãy giải thoát cho tôi. Xin ngài làm ơn đi. Ta chưa đền đáp công ơn của anh bạn, mà bây giờ lại bắt ta phải giết bạn cáo nghĩa khí này. Ta làm sao nỡ? Ta cũng không đành lòng. Giết tôi chết, lột da của tôi, làm cho công chúa một cái áo, đó là đền đáp. Còn hơn tôi phải sống thui thủi một mình ở trong rừng. Được rồi, ta sẽ giải thoát cho anh bạn cáo. Và bạn hãy nên nhớ rằng
hình ảnh của bạn sẽ ghi nhớ mãi trong lòng của ta. Xin chàng đừng. Mong anh bạn thoát kiếp này, sống lại kiếp khác, trở thành chàng trai dũng mãnh thông minh. Alisa. Hả? Anh Adam. Chuyện này. Phải, chính là ta đây. Do ta bị lời nguyền của mụ phù thủy nên không thể nói rõ được thân phận. Chỉ khi nào có một người nhân hậu cam tâm giết ta thì ta mới giải được lời nguyền. Ta biết hoàng tử Ben là người nhân hậu nên ta đã có ý gả Alisa cho ngài. Bây giờ ta phải về Dương quốc để gặp phụ vương và mẫu hậu. Ngày cưới của hai người ta nhất định sẽ đến. Ít lâu sau, nhà vua truyền ngôi cho hoàng tử Ben, chàng cai trị Dương quốc với tấm lòng nhân hậu thương dân. Thế là kể từ đó, Ben và Alisa sống trọn đời no ấm và hạnh phúc bên nhau, cùng với hai người bạn trung thành. Ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo. Chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ, em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi. Đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Bài cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay, đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cốc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đôi bây giờ. Ta là câu xóm, ta đi dân câu cá ở đâu mau ra đây nào. La 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai, là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai, ai vừa cười đó? Dạ là cháu, là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu?
cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì, ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác Gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá, nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác Gấu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải giết sạch mật ong này mới được. Ta là Cốc Tia. Chị Cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho Cáo một bài học mới được. Chị Cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. À, còn Cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi biết tay. Cháu ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Thằng cu kia, từ ngày mai, ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Người đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Tươi, ta là gấu xám, ta là gấu xám, ta luôn vui tươi, ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi. Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào, ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh Gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo.
biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đây. Tổ ông của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các người lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các người biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp vậy làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người, mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bắt con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp người đứng trước, ta đứng sau. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng Cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn Cốc thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với Cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À Cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta hai con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có một con? Sao ta nó bụng nước? Hả? À Cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Bạn Cốc hay quá, bạn Cốc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Ừ, đúng, đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng,
Xưa nay thần chưa làm mưa với dân gian bao giờ. Chỉ sợ... Ngươi là Long Dương. Trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài. Ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn vụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước. Nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh Gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không, bây giờ một giọt mật cũng rất quý, chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi, những lúc như thế này chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi, tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn. Không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi, hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác Gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tía bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Định phải kiện được trời làm mưa, cứu sống mọi người mới được. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người, em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường, liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này, đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ, nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây.
Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tía. Tôi đúng là hèn nhát mà. Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cóc lên kiện trời. Nhưng mà ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cóc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cóc thôi. Khát cháy họng rồi. Tôi chạy hết mỡ rồi. Anh nhìn xem, tôi đã không còn là cô nàng đẹp nhất khu rừng với bộ dạng này. Tôi không còn sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể Sơn Lâm đây? Của tôi! Của tôi! Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi, cô cáo à. Tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi, gỡ được thì đã may. Cũng tại anh chết nhát á mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cóc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin. Làm sao một con cóc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể Sơn Lâm như tôi chứ? Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh cọp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau. Anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đùi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi. Chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cộp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng được tự do rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đôi càng của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cóc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cóc sẽ dẫn chúng ta đến kiện trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Thank you.
người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia, là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời, hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo, cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi, Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Kẻ nào to gan đánh trống ngoài đó vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta, mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi. Dạ. Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta. Rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta vung tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu?
Mau ra đây một chết con cốc này cho ta. Cáo. Họ nhà cáo ta là chuyên trị loại gà các ngươi đó. Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Bắt cứu, ứng cứu. À, lão toét kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Đau quá, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đau quá. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tính được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khác, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Bẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không ha? Các người là thần tiên có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ, các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng thần biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bài vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ngày xưa có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm anh vào rừng kiếm củi. Phá đám thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật
Đây rồi, tính trốn hả cưng? Cứu tôi với! Chim sẻ non ngon thịt, ngọt xương lắm đây. Quá 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 quá. Mày chạy đâu cho thoát? Quá 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 quá. Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi. Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù này. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Anh thật tốt bụng, anh hãy đợi ở đây nha. Đây là lọ nước thần, có phép làm cho người già thì trẻ lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Tặng anh, đền ơn cứu mạng. Tạm biệt. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Không lấy khoai mà lại lấy thanh củi, mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá. Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô, cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói
dáng người, quần áo đúng là vợ mình. Nhưng vết bớt trên má đâu? Da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thần. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì. Mình nhớ em á thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức quà cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy. Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Nhìn Vũ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, chàng Tắc nảy ra ý hay để cứu vợ. Thưa quý phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào. Không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ khác mà bán. Vua công đất đang hành. Ông kia, bao trả giờ lại cho ta, bao trả giờ lại cho ta. Ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây. Vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói, ông rất yêu nước thương dân. Sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói bậy, là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói, sao bức tường này là dừng qua? Nếu ta rao, vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Người hãy rao đi, nàng cười càng lớn ta thưởng càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Hãy
mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây, tự ta sẽ làm người đẹp cười. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình voi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta khóc, quân bay đâu, bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu, bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua. Tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc trắng long.